Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các ngân hàng Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế đối với các khoản thanh toán từ Nga, theo báo cáo, vì các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine đang đe dọa đến thương mại giữa hai nước. Tờ báo kinh doanh Comersan đưa tin rằng các hạn chế của các ngân hàng tại Trung Quốc đã gia tăng kể từ cuối năm 2023 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành lệnh hành pháp có thể từ chối các tổ chức Trung Quốc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ nếu họ tham gia vào hoạt động thương mại liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Tháng trước, chi nhánh tại Nga của Ngân hàng Trung Quốc đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ với các ngân hàng Nga bị Mỹ trừng phạt. Ngân hàng CITIC Trung Quốc và hầu hết các ngân hàng cho vay khác của Trung Quốc đều đã có động thái tương tự. Commerce đưa tin rằng các công ty Nga đang ngày càng khó khăn hơn trong việc thanh toán xuyên biên giới bằng đồng tiền Trung Quốc. Tờ báo cho biết khoảng 80% các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ đang được trả lại cho Nga và quá trình chuyển tiền có thể kéo dài trong vài tuần rồi bị hủy mà không có lý do. Commerzbank đưa tin, điều này buộc các công ty Nga phải nhờ đến các bên trung gian hoặc công ty giao dịch, không chỉ xử lý thanh toán mà còn vận chuyển hàng hóa, mặc dù điều này làm tăng chi phí giao dịch lên tới 10%. Ông Pavel Bazanov, một luật sư người Nga cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp Nga tại Trung Quốc và khu vực rộng lớn hơn, nói với Newsweek, vấn đề chính trong thanh toán giữa các công ty Trung Quốc và Nga là không thể đoán trước đối mặt với sự cô lập về chính trị và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga đang thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc để hỗ trợ nền kinh tế của nước này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung ca ngợi kỷ nguyên mới. Theo ông Tập Cận Bình, mối quan hệ Trung Nga ngày nay rất khó khăn và hai bên cần trân trọng, nuôi dưỡng. Theo số liệu do Hải quan Trung Quốc cung cấp, lệnh trừng phạt Nga của các cường quốc đã thúc đẩy thương mại của Nga với Trung Quốc tăng 26,3% vào năm ngoái, lên mức kỷ lục 240,1 tỷ đô la Mỹ. Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nước có nguồn cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc, với lượng xuất khẩu tăng hơn 24% bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Một bài xã luận trên tờ Global Times hồi tháng 5 đã đánh giá tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ thương mại trong mối quan hệ rộng lớn hơn giữa hai quốc gia. Nhận định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp, bài xã luận viết, những thành tựu này không hề dễ dàng và cả hai nước đã đạt được nhờ vượt qua nhiều thách thức bên ngoài và các yếu tố bất lợi, làm nổi bật nền tảng vững chắc của mối quan hệ Trung Nga. Trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Nga tháng này, sự đối đầu giữa Moscow và phương Tây đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Từ các vấn đề ở Gaza, xung đột ở Ukraina, Syria cho đến trật tự thế giới mới, căng thẳng giữa các bên đã được thể hiện rõ nét, đánh dấu một giai đoạn đầy mâu thuẫn và xung đột ngoại giao cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phương Tây. Trong tháng này, khi Nga nắm quyền điều hành chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, sự đối đầu đã trở nên công khai hơn, thậm chí thể hiện qua các ngôn từ lạnh nhạt. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Robert Wood, đã từ chối gọi bộ trưởng ngoại giao Nga hoặc bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào khác là ngài chủ tịch, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng băng giá trong quan hệ giữa hai quốc gia. Các nhà ngoại giao Nga cũng không ngần ngại đáp trả. Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, tỏ ra tức giận khi đáp lại những phát biểu chỉ trích của ông Wood về Nga tại cuộc họp về Syria. Sự căng thẳng này càng củng cố cảm giác về một hội đồng bảo an thường xuyên bất đồng quan điểm trong những năm gần đây, nhưng vẫn có thể thông qua các nghị quyết về một số điểm nóng trên thế giới. Những cuộc khẩu chiến giữa các nhà ngoại giao Nga và phương Tây xuất hiện trong hầu hết mọi cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Khi Nga sử dụng cuộc họp mang tính dấu ấn của mình do Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov chủ trì để thúc đẩy một trật tự thế giới dân chủ hơn, với nhiều trung tâm quyền lực, các đại sứ phương Tây đã phản đối nói rằng Moscow không nên nêu vấn đề này sau khi tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Khi Nga triệu tập cuộc họp vào giữa tuần trước để lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà ngoại giao phương Tây đã cáo buộc Nga nhận vũ khí từ Triều Tiên và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đồng thời chỉ trích Trung Quốc cung cấp vật liệu để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, điều mà đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Syria, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách gây bất ổn cho nước này bằng sự hiện diện bất hợp pháp của họ ông Út lại đổ lỗi Nga và Syria cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của đất nước này. Tại cuộc họp với Ukraine vừa qua, Nga đã đề nghị cựu ngoại trưởng Áo Karin Knesel báo cáo tóm tắt lên hội đồng. Các nhà ngoại giao phương Tây coi đây là một sự cải thiện đáng chú ý. Mặc dù họ phản đối quan điểm của bà Knesel rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ thúc đẩy một thị trường vũ khí không được kiểm soát ở Đông và Trung Âu, làm gia tăng tội phạm và khủng bố. Khi trả lời phỏng vấn của AP, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng nhiệm kỳ chủ tịch của Nga diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi được hỏi về các cuộc tranh cãi với Mỹ và các đồng minh, đại sứ Nebenzia nói, điều đó xảy ra bất kể có làm chủ tịch Hội đồng Bảo an hay không. Ủy ban Ngân sách Hạ viện thông báo rằng Mỹ đã đạt đến một cột mốc đáng ngờ khác với nợ quốc gia vượt mốc 35.000 tỷ đô la Mỹ. Người đứng đầu Ủy ban Dân biểu Jody Arrington gọi sự phát triển này là cột mốc đáng báo động, thúc giục tăng cường trách nhiệm tài chính và chi tiêu để khắc phục tình trạng tăng trưởng nợ quốc gia đang gia tăng. Ông Arrington cho biết, chúng tôi buồn vì một cột mốc suy thoái tài chính khác của quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất lịch sử. Bày tỏ hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ có thể bằng cách nào đó xoa dịu tình hình nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tôi tin rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa vào năm 2025 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để khôi phục trách nhiệm tài chính trước khi quá muộn. Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Trump, người đã nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Khi ông Trump rời nhiệm sở, nợ đã tăng 8,4 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 27,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa số tiền vay liên quan đến COVID-19. Xu hướng này tiếp tục dưới thời ông Biden, hiện vượt qua mốc 35 nghìn tỷ đô la Mỹ mặc dù lãi suất vay có chậm lại đôi chút trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông Biden so với thời ông Trump, nhưng hiện đã tăng tốc với việc Mỹ tăng thêm 1.000 tỷ đô la Mỹ nợ chỉ trong năm nay. Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, khoản nợ hiện tương đương với 104.497 đô la Mỹ cho mỗi người, 266.275 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình và 483.889 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em Mỹ. Trong 12 tháng qua, nợ đã tăng 2,35 nghìn tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng tương đương 74.401 đô la Mỹ nợ mới mỗi giây. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chỉ trích gây gắt sự mất cân bằng dai dẳng của chính sách tài khoá Mỹ vào cuối tháng trước, gọi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ của Washington là rủi ro ngày càng tăng đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. IMF cho biết những khoản thâm hụt và nợ cao như vậy tạo ra rủi ro ngày càng tăng đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu có khả năng dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng đối với các nghĩa vụ đáo hạn. Đồng thời nói thêm rằng những khoản thâm hụt tài khóa kinh niên này đại diện cho sự mất cân bằng chính sách đáng kể và dai rằng cần được giải quyết khẩn cấp. Vừa qua, một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy xe chở hệ thống pháo phản lực MLRS M270A1 di chuyển với tốc độ cao băng qua một cánh đồng. Lực lượng Nga nhanh chóng phát hiện mục tiêu sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M tấn công. Xảy ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Theo ước tính của quân đội Nga, đã có thương vong trong cuộc tấn công, trong khi pháo M270A1 và một xe hộ tống đã bị phá hủy. Hệ thống MLRS M270A1 là phiên bản nâng cấp của HIMARS, có khả năng loại bỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn có độ chính xác cao. Quân đội Nga tiến hành săn lùng tài sản có giá trị cao của Ukraine, bao gồm bệ phóng HIMARS trong những tuần gần đây, nhiều bệ phóng cùng loại đã bị phá hủy. Chúng bị phát hiện bởi máy bay không người lái giám sát sâu phía sau tiền tuyến. Các bệ phóng HIMARS từ lâu đã được Kiev tung hô là một trong những công cụ tầm xa tối ưu để tấn công tài sản quân sự của Nga, ví dụ như sân bay, kho đạn dược và điểm chỉ huy. Tuy nhiên, hệ thống này cũng thường xuyên được sử dụng để dàn dựng nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn khác nhau, Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. HIMARS được thiết kế để phản ứng nhanh chóng và chính xác trước nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Iskander M là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km. The Washington Post đưa tin các máy bay chiến đấu F-16 sắp có mặt ở Ukraine sẽ không mang lại lợi thế cho lực lượng vũ trang Ukraine do sự vượt trội của quân đội Nga. Ấn phẩm viết, đơn giản là có quá ít máy bay và quá nhiều hệ thống phòng không của Nga có khả năng bắn hạ chúng. Điều này có nghĩa là những chiếc F-16 đầu tiên rất có thể sẽ dùng để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa, máy bay không người lái và máy bay mà không tấn công vào bộ binh Nga cũng như các mục tiêu quân sự khác gần mặt trận. Washington Post lưu ý rằng Ukraine đang chờ giao khoảng 20 máy bay chiến đấu và sự hỗ trợ khiêm tốn như vậy báo hiệu sự dạn nứt ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Kiev và các đồng minh. Trong cuộc trò chuyện với VKP, một quan chức Ukraine lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể sử dụng F-16 gần nơi Nga triển khai quân do mối đe dọa từ phòng không Nga Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky cũng chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu sẽ bay ở khoảng cách ít nhất 25 dặm tính từ tiền tuyến. Do đó, Ukraine khó có thể sử dụng những máy bay này để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bình luận với tờ Business Insider của Mỹ mới đây, các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng để phát huy tối đa tiềm năng của những chiếc máy bay F-16 mới, Ukraine sẽ cần thực hiện những thay đổi mạnh mẽ. Các sĩ quan cấp cao của Ukraine xuất thân từ quân đội Liên Xô đã được đào tạo và thấm nhuần tư tưởng chiến tranh của Liên Xô. Trước sự đối đầu với lực lượng lớn hơn của Nga, quân đội Ukraine buộc phải áp dụng hình thức tác chiến phối hợp. Cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16. Việc cần làm tiếp theo là lập kế hoạch sử dụng hiệu quả chúng trong cuộc đối đầu đang diễn ra với Nga. Quốc gia có lực lượng không quân mạnh hơn, máy bay hiện đại hơn và nhiều tên lửa phòng không. Theo hai chuyên gia người Mỹ, những máy bay F-16 có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế, nhưng chỉ khi không quân Ukraine sẵn sàng thay đổi cách chiến đấu. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ trên, Ukraine cần phải học cách khai thác tối đa sức mạnh trong lực lượng của mình trước sức mạnh vượt trội của Nga. Điều này đòi hỏi một phong cách chiến tranh linh hoạt và phối hợp như việc pháo binh và tên lửa mặt đất phá hủy hệ thống phòng không của Nga để không quân Ukraine có thể hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp hỗ trợ trên không cho bộ binh. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng F-16 có thể dễ bị tấn công trong không phận Ukraine và Ukraine có thể không có nhiều máy bay bổ sung nếu bị tổn thất. Trong khi đó, những cải cách cần thiết sẽ không dễ dàng và đòi hỏi thời gian, nhưng Ukraine phải thực hiện nếu muốn đạt được lợi thế trước Nga. Gần đây, Nga đã phủ kín bầu trời Ukraine bằng UAV giám sát nhằm khai thác lỗ hổng trong hệ thống phòng không, từ đó tiến hành các cuộc tấn công ngày càng tinh vi vào những vị trí của Ukraine nhờ khả năng chiếm ưu thế trên không dọc theo một số khu vực của mặt trận, Nga có thể ném hàng trăm quả bom dẫn đường xuống các vị trí của Ukraine mỗi ngày, từ đó giúp lực lượng mặt đất của nước này giành được chiến thắng dù chậm chạp và tốn kém. Tuy nhiên, những cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Ukraine cho thấy quyết tâm của Nga trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của máy bay F-16 phương Tây ngay cả trước khi chúng được đưa vào chiến trường Ukraine. Xong, đồng thời nó cũng cho thấy những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi chuẩn bị triển khai chiến đấu cơ này lần đầu tiên. Các công ty khởi nghiệp ở Ukraine đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để điều khiển máy bay không người lái UAV trên đường đua giành lợi thế công nghệ trong cuộc xung đột với Nga. Kiev hy vọng UAV có tích hợp AI sẽ chống lại tình trạng gây nhiễu tín hiệu ngày càng tăng của Nga trên chiến trường. Tiến bộ từ AI sẽ giúp UAV xác định mục tiêu, lao UAV vào mục tiêu dẫn hướng và các chương trình phức tạp hơn bao gồm các nhóm UAV bầy đàn được kết nối với nhau. Swammer là một trong nhiều công ty công nghệ phát triển phần mềm liên kết một số lượng lớn UAV vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Chỉ cần được bật đèn xanh, các UAV có thể hành động theo nhóm ngay lập tức. Giám đốc điều hành của Swammer, Sekhi Kuprienko, cho biết bạn có 25 UAV đang tiếp cận vị trí của mình, bạn chỉ cần bắn chúng tất cả. Nghe thì đơn giản, nhưng nó sẽ phức tạp hơn nhiều khi bạn bắn trúng chiếc UAV đầu tiên và các UAV khác thay đổi ngay quỹ đạo và tấn công bạn từ các phía khác nhau. Tấn công bầy đàn do đó vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ và đó là lý do tại sao mọi học thuyết quân sự hiện đại của phương Tây đều đưa tấn công bầy đàn vào kế hoạch hoặc chiến lược cho nhiều thập niên tới. Hệ thống quản lý drone bằng AI này có tên là Stix có thể điều khiển mạng lưới các drone trinh sát và drone tấn công với mọi kích thước từ bé đến lớn và đặc biệt là hoạt động cả trên không và trên mặt đất mỗi thiết bị bay không người lái đều có thể tự lập kế hoạch di chuyển và phán đoán hành vi của những thiết bị khác trong nhóm. Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, ông Kuprienko cho biết việc tự động hóa các drone bằng AI sẽ giúp bảo vệ những người điều khiển thiết bị bay không người lái hoạt động gần tiền tuyến. Tuy nhiên, công nghệ của Swarmer vẫn đang được phát triển và mới chỉ được thử nghiệm trên thực địa ở quy mô hạn chế. Reuters dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine dường như đã dùng AI trong các vụ tấn công bằng UAV tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Một quan chức Ukraine giấu tên nói với Reuters rằng các cuộc tấn công đôi khi có sự tham gia của một dàn khoảng 20 máy bay không người lái. Một số UAV sẽ có nhiệm vụ đánh lạc hướng phòng không trên đường đi trong khi những chiếc khác sẽ lao tới mục tiêu để tấn công. Nguồn tin cho biết thêm, để làm điều này, Ukraine sử dụng phần mềm AI với sự giám sát của con người để giúp phát hiện các mục tiêu hoặc mối đe dọa và lên kế hoạch cho các tuyến đường khả thi. Quân đội Ukraine cho biết, nga đang tập trung tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược phía đông Pokrovsk thuộc Donetsk. Các cuộc tấn công này đe dọa tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân đội Ukraine. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày rằng giao tranh trên mặt trận Pokrovsk là quyết liệt nhất so với các khu vực khác ở phía đông. Pokrovsk là một trung tâm vận tải với dân số trước khi xung đột bùng phát thành phố này nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các tiền đồn khác do ukraine kiểm soát bao gồm thị trấn chasovja và kostantinovka new york times dẫn các nguồn bản đồ mở về chiến trường dựa trên cảnh quay chiến đấu và hình ảnh vệ tinh cho biết lực lượng nga hiện chỉ cách pokrovsk vài chục dặm các tiến triển này của nga trái ngược hoàn toàn với diễn biến trong năm nay ở khu vực donetsk trước đó moscow có được thắng lợi đều đặn nhưng khá chậm đôi khi chỉ tính bằng vài trăm mét một tuần. Các nhà phân tích quân sự cho biết những thắng lợi nhanh chóng này phản ánh khả năng của Nga trong việc khai thác các lỗ hổng phòng thủ của Ukraine vốn đã bị suy yếu do thiếu hụt nhân lực và các cuộc tấn công liên tục của Nga trên một mặt trận dài hơn 600 dặm. Các chuyên gia cho biết trong những tháng gần đây, lực lượng Nga ngày càng tập trung vào một chiến lược, đó là xác định các đơn vị nào của Ukraine suy yếu và kém tổ chức trước khi tung ra đòn đột phá quyết định bằng cách đưa hàng chục quân và xe bọc thép vào chiến trường. Nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine, Mikola Bielieskov cho biết người Nga thăm dò các tuyến để xem một tiểu đoàn đang giữ vững hay rút lui. Ông nói thêm rằng một khi tìm thấy các tiểu đoàn và lữ đoàn bị suy yếu, Moscow sẽ tấn công. Trong diễn biến có liên quan, vừa qua, ông Vladimir Rogov, quan chức tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, thông báo các đơn vị Ukraine đã bỏ trận địa và rút khỏi làng Ocheretino ở tây bắc Adipka, tạo điều kiện cho binh sĩ Nga thuận lợi tiến vào và thượng cờ ở trung tâm làng. Trước đó, tại Adipka, một thành phố phía đông mà Nga đã chiếm được vào tháng 2, binh sĩ Ukraine cho biết việc không thực hiện được lệnh rút lui có trật tự đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị bắt giữ. Nguyên nhân một phần do việc luân chuyển quân đội Ukraine không đúng cách. Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Viên, Áo, cho biết việc luân chuyển thường là thời điểm nguy hiểm nhất đối với quân đội vì họ chỉ để lại một phần vị trí khi binh sĩ rút lui ông gadi cho biết máy bay không người lái giám sát luôn hiện diện lơ lửng trên chiến trường khiến việc luân chuyển này trở nên cực kỳ khó khăn đặc biệt là đối với ukraine nơi có tuyến phòng thủ mỏng do thiếu hụt nhân lực ông gadi cho biết nga thường cố gắng tấn công và tiến lên ngay khi ukraine tiến hành luân chuyển ông bielyeskov thuộc viện nghiên cứu chiến lược quốc gia tại ukraine cho biết những tiến bộ của nga cho đến nay vẫn chưa chuyển thành những đột phá lớn cho phép moscow chiếm được toàn bộ khu vực donetsk một trong những mục tiêu quân sự hàng đầu của điện kremlin tuy nhiên những bước tiến gần đây của nga đang đe dọa vành đai phòng thủ cuối cùng của ukraine tại khu vực donetsk Hãng thông tấn Ukraine Form của Ukraine vừa qua dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine, ông Dmitry Pletinchuk, thông báo, nước này lần đầu phát hiện Nga triển khai đồng thời 3 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình tới khu vực Biển Đen và biển Azov gần Ukraine. Ông Pletenchuk nói, hạm đội Biển Đen đôi khi được gọi là hạm đội ngầm, giờ điều đó đã đúng, dường như nhắc đến việc Nga thay đổi kế hoạch tác chiến khi rút tàu chiến mặt nước và chỉ huy tàu ngầm ở khu vực nhằm ngăn nguy cơ bị Ukraine tập kích bằng xuồng không người lái mặt nước tên lửa và máy bay không người lái. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh vào tàu và hạ tầng của hạm đội biển đen của Nga buộc các tàu này di chuyển khỏi Sevastopol đến Novorossiysk ở vùng Krasnodar và xa hơn. Hình ảnh vệ tinh do Pravda Ukraine đăng tải hồi đầu tháng cho thấy Nga đã di chuyển 18 tàu hải quân, bao gồm hai tàu tuần tra lớp Vasily Bukov và tàu đổ bộ lớp Propucha khỏi tầm ngắm của hỏa lực Ukraine ở Biển Đen. Nga không công bố số lượng tàu ngầm mà họ duy trì ở khu vực. Các cuộc tấn công của Ukraine gây trở ngại đáng kể đối với sự kiểm soát của Nga ở khu vực biển đen gần Ukraine nhất. Theo tuyên bố của Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, hạm đội của Nga đã tổn thất đáng kể. Tính đến cuối năm 2023, khoảng 30% hạm đội biển đen của Moscow bị phá hủy. Ngoài ra, động thái triển khai tàu ngầm trên của Nga được Ukraine loan báo trong bối cảnh xung đột có dấu hiệu diễn biến ác liệt hơn ukraine mới đây xác nhận nga đang tấn công dữ dội vào các mục tiêu xung quanh thành phố pokrovsk ở tỉnh donetsk theo reuters pokrovsk là trung tâm vận tải quan trọng hàng đầu của ukraine lúc này thành phố nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân đội ukraine đến các chảo lửa ác liệt nhất là chasopya và kostyantinovka cũng ở tỉnh donetsk Vừa qua, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp Katz của Israel và Abdallah Bou Habib của Liban nhằm ngăn nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Tajani cho rằng việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực là hoàn toàn khả thi. Theo ông Tajani, nếu phong trào Hezbollah tôn trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn giúp chấm dứt xung đột Israel-Hezbollah tại miền nam Liban vào năm 2006 thì nguy cơ Israel tấn công có thể được ngăn chặn. Mặc dù cho rằng việc sơ tán khoảng 3.000 người Italia đang sống ở Liban sẽ chỉ cần thiết nếu khủng hoảng xấu đi, song trong tình hình hiện nay, ông khuyến cáo công dân Italia nên rời khỏi Liban. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính phủ Italia đối với hòa bình, ổn định khu vực bao gồm sự đóng góp của Italia trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, Unifin. Ông kêu gọi các bên đảm bảo việc bảo vệ Unifin, trong đó hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Italia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italia tin rằng việc tiếp tục và mở rộng xung đột không phải là mong muốn của bên nào. Tái khẳng định sự ủng hộ của Italia đối với bất kỳ sáng kiến hòa giải nào nhằm thúc đẩy đối thoại. Trong khi đó, chính phủ Đức kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột tại Trung Đông ngăn căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã có cuộc thảo luận với một số nhân vật, trong đó có người đồng cấp Liban nhằm ngăn tình hình căng thẳng gia tăng. Người phát ngôn nêu rõ Đức rất quan ngại về tình hình thực địa, đồng thời khuyến cáo công dân Đức tại Liban rời khỏi nước này khi còn có thể. Ước tính khoảng 1.300 công dân Đức đang sinh sống tại Liban. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Abougeid bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hezbollah lan rộng. Trong tuyên bố, Tổng thư ký Aboukeid cảnh báo xung đột hiện nay có thể đẩy toàn bộ Trung Đông vào các cuộc giao tranh. Ông khẳng định đoàn kết với Liban đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào cũng có thể đe dọa tới an ninh và ổn định của toàn khu vực. Ông dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế để hạ nhiệt tình hình tránh nguy cơ đối đầu lan rộng. Trước đó, AL đã nhiều lần kêu gọi điều tra vụ tấn công vào Cao nguyên Golan cũng như cảnh báo hệ quả của việc Israel kéo dài xung đột tại Gaza, nguy cơ của việc mở rộng xung đột và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban đã gia tăng kể từ khi xung đột tại Gaza nổ ra. Cho đến nay, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Nội các an ninh của Israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng do lực lượng Hezbollah thực hiện. Về phần mình, Hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã tới thăm Madan Shams, nơi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan. Trong tuyên bố do văn phòng thủ tướng Netanyahu đưa ra sau đó, Nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này sẽ có đáp trả mạnh mẽ. Quan chức của Liban, Iran, các nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết, Washington đang vội vã ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện giữa Israel với lực lượng Hezbollah của Liban sau vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng vào cuối tuần qua. Israel và Mỹ cáo buộc Hezbollah gây ra vụ tấn công bằng rocket, nhưng lực lượng này phủ nhận trách nhiệm. Các nguồn tin giấu tên cho biết, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu là hạn chế phản ứng của Israel để nước này không đáp trả vào thủ đô Beirut, đông dân, các vùng ngoại ô phía nam của thành phố, vốn là trung tâm của Hezbollah, hoặc các công trình quan trọng như sân bay và cầu. Phó Chủ tịch Quốc hội Liban Elias Bou Saab cho biết đã liên lạc với nhà trung gian người Mỹ Amos Hochstein kể từ cuộc tấn công vào cao nguyên Golan vừa qua. Ông nói rằng Israel có thể ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến tổng lực nếu tránh tấn công vào thủ đô và vùng phụ cận của Beirut. Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết nước họ muốn đáp trả hezbollah nhưng không muốn kéo khu vực vào cuộc chiến toàn diện tuy nhiên hai nhà ngoại giao trung đông và châu âu cho biết israel chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc tránh các cuộc tấn công vào beirut vùng ngoại ô hoặc các cơ sở hạ tầng dân sự bộ ngoại giao mỹ không bình luận về các chi tiết cụ thể của các cuộc đàm phán ngoại giao nhưng khẳng định họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt mọi cuộc đấu súng xuyên biên giới người phát ngôn nhà trắng john kirby nói sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của israel là sắt đá và không lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah. Israel có mọi quyền để đáp trả cuộc tấn công khốc liệt vào Golan, nhưng không ai muốn một cuộc chiến lớn hơn. Văn phòng Thủ tướng Israel và Hezbollah chưa bình luận về sự việc. Một quan chức Iran cho biết, Mỹ cũng đã truyền đạt thông điệp tới Tehran ít nhất 3 lần kể từ cuộc tấn công vào các nguyên Golan vừa qua, cảnh báo rằng việc gia tăng căng thẳng sẽ gây bất lợi cho tất cả các bên. Một nhà ngoại giao Pháp đối với Reuters rằng kể từ vụ tấn công Golan Paris cũng tham gia vào việc truyền đạt thông điệp giữa Israel và Hezbollah để hạ nhiệt tình hình. Pháp có mối quan hệ lịch sử với Liban, nơi nằm dưới sự ủy trị của Pháp từ năm 1920 cho đến khi giành được độc lập vào năm 1943. Paris vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ đó và có khoảng 20.000 công dân ở nước này, nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch. Bộ Ngoại giao Pháp không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố tại một cuộc meeting mới đây, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Israel để ngăn Israel đối xử với người Palestine như hiện nay. Ông nói động thái có thể tương tự như đã đưa lực lượng vào các điểm nóng như Nagorno-Karabakh hay Libya. Ông không nêu rõ cách thức và thời điểm triển khai hành động trên. Ông Erdogan phát biểu: "Chúng ta phải hành động rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với người dân Palestine. Không có lý do gì chúng ta không thể làm điều này. Chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này." Phát biểu của Tổng thống Erdogan diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ở Liban làm tăng nguy cơ xung đột toàn khu vực. Ngay sau tuyên bố trên của ông Erdogan, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố, trước những lời đe dọa xâm lược Israel và lời lẽ nguy hiểm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ngoại trưởng Israel Kass đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao khẩn trương hợp tác với tất cả các thành viên NATO, kêu gọi lên án Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu khai trừ nước này khỏi liên minh khu vực. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào trục ma quỷ của Iran. Cách gọi của Tenavip về liên minh chống Israel do Tehran dẫn đầu, gồm các lực lượng Hezbollah ở Liban, Hamas ở giải Gaza và Houthi ở Yemen. Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 giúp liên minh kiểm soát vị trí chiến lược tại điểm giao giữa châu Âu và châu Á, nối giữa biển đen với Trung Đông. Đây là nơi Mỹ đặt một căn cứ không quân lớn và cất giữ vũ khí hạt nhân. Nước này cũng giữ vai trò quan trọng ở chiến sự Ukraine khi vừa duy trì quan hệ ổn định với Nga, vừa viện trợ vũ khí cho Ukraine và là trung gian đàm phán giữa hai phía từng là đồng minh thân thiết trong khu vực, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi trong hơn một thập niên qua. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích Israel gay gắt nhất kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xem Hamas là nhóm giải phóng, nhiều lần cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở giải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 dừng xuất nhập khẩu mọi mặt hàng tới Israel cho đến khi nước này đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza đầy đủ và thông suốt. Đầu tháng 7, Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Erdogan kêu gọi liên minh chấm dứt mọi hợp tác với Israel vì nước này theo đuổi các chính sách liều lĩnh. Hải quân Mỹ mới đây đã tiết lộ những thông tin mới về các hệ thống vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm vũ trang hầu thì. Theo thông tin chia sẻ với Navy Times, các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để loại bỏ máy bay không người lái UAV cảm tử của Houthi, được biết mỗi tên lửa AIM-9X có giá từ 430.800 đô la Mỹ đến 472.000 đô la Mỹ, gấp từ 215 đến 236 lần so với con số 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc UAV mà Houthi sử dụng. Hải quân Mỹ cũng xác nhận phóng tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AARGM từ máy bay chiến đấu Super Hornet để chống lại Houthi, được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, giá của mỗi tên lửa AARGM là 874.000 đô la Mỹ. Một vũ khí khác được sử dụng để tấn công các mục tiêu hậu thi là AGM-154 GSOVK, loại bom lượn được Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều lực lượng không quân đồng minh của Washington sở hữu. Hải quân Mỹ cho biết, biến thể AGM-154C mới nhất có mức giá 719.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Trong khi đó, Houthi lại lắp điều khiển từ xa cho các xuồng cao tốc thông thường, trang bị thêm chất nổ chi phí để sản xuất các phương tiện này không vượt quá 30.000 đô la Mỹ một chiếc, tức thấp hơn khoảng 24 lần so với loại đạn dược mà Mỹ triển khai. Vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cho biết, các tàu chiến Mỹ đã tiêu tốn lượng tên lửa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ để đánh chặn vũ khí của Houthi, cũng như tập kích phủ đầu những khu vực do nhóm dân quân này kiểm soát ở Yemen trong 6 tháng. Các loại tên lửa được sử dụng đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Hải quân Mỹ và cần được bổ sung. Tàu chiến Mỹ triển khai ở Trung Đông được trang bị nhiều loại tên lửa phòng không trong đó mẫu SM2 cơ bản có giá 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Tên lửa SM6 hiện đại hơn, có chi phí hơn 4 triệu đô la Mỹ, trong khi dòng SM3 chuyên đối phó tên lửa đạn đạo có giá lên tới 36 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Lực lượng hâu thi liên tục phóng tên lửa UAV tập kích tàu hàng, tàu chiến ở biển Đỏ và vịnh Aden từ tháng 11 năm 2023 nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel đưa quân vào giải Gaza để loại bỏ nhóm vũ trang Hamas. Từ giữa tháng 1 liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tập kích của nhóm cũng như ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích trên Biển Đỏ.